Theo kết quả thu thập số liệu, trên 318 xã thuộc hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định, tổng số người khuyết tật là 75.000 người, trong đó có 9.100 người khuyết tật tai nạn do bom mìn và vật nổ. Khoảng 7% trong số này là trẻ em dưới 15 tuổi. Hầu hết nhóm đối tượng này đều có nhu cầu được hỗ trợ để có cuộc sống tốt hơn cả về mặt kinh tế và xã hội. Những dịch vụ hỗ trợ bao gồm phẫu thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng, tư vấn và hỗ trợ tâm lý, vật lý trị liệu, kết nối tạo công ăn việc làm, đào tạo nghề, tiếp cận trợ cấp xã hội và các chế độ chính sách khác. Phần mềm đăng ký và quản lý thông tin người khuyết tật và nạn nhân bom mìn được nhiều chuyên gia hy vọng sẽ được triển khai sử dụng rộng rãi ở các tỉnh khác trên cả nước. Đây sẽ là cơ sở dữ liệu quan trọng nhằm phục vụ công tác quản lý, lập kế hoạch và triển khai hỗ trợ người khuyết tật và nạn nhân bom mìn.